Hello, Thái Phi chào tất cả các bạn. Sang năm 2021 thì chắc là có rất là nhiều bạn ở Việt Nam muốn đi xuất khẩu lao động. Vậy thì chúng ta có thể đi xuất khẩu Nhật Bản, đi Đài Loan, đi Hàn Quốc vân vân. Thì hai cái thị trường xuất khẩu lao động ở Việt Nam thường thấy đó là đi Đài Loan và đi Nhật Bản. Vậy thì bây giờ chúng ta nên đi Đài Loan hay là đi Nhật Bản? Thì ngày hôm nay Thái Phi sẽ làm một clip ngắn để so sánh giữa Đài Loan và Nhật Bản thì chúng ta nên đi cái nước nào hơn. Đó. Thì điều đầu tiên đó là cái lương lương ở Nhật ở Đài Loan á, 1 giờ thì chúng ta sẽ thường thấy là 158 Đài tệ, thì nó tương ứng với 130.000 đồng Việt Nam. Còn ở Nhật Bản thì sao? Là 1 giờ là 1 sen, tương ứng với khoảng tầm 220.000 đồng. Đó. Còn tăng ca ở Đài Loan thì thường thấy là nó rơi vào tầm là 211 Đài Đài tệ, tương ứng với 180.000 đồng đó Việt Nam đó. Còn ở Nhật Bản thì 1 giờ tăng ca thì nó rơi vào 1 sen 250 yên, thì nó rơi vào khoảng độ là 270.000 đồng Việt Nam đó. Còn lương tháng thì ở Đài Loan 1 tháng trong hợp đồng chúng ta thường thấy là 2.400.000 đài, thì khoảng tầm 24.000 đài đó, thì nó rơi vào khoảng là xấp xỉ 20 triệu. Còn ở Nhật Bản chúng ta thường thấy là đối với diện thực tập sinh thì nó rơi vào tầm 14 cho tới 17 mang, thì ta lại lấy trung bình thì khoảng tầm 16 mang, nó rơi vào tầm 33 cho tới 34 triệu đó. Thì đây là số tiền trong hợp đồng chưa tính tăng ca đó. Còn cái thời gian xuất cảnh để mà chúng ta đi Đài Loan thì nó rơi vào tầm 1 đến 2 tháng, rất là nhanh. Còn Nhật Bản thì dài hơn, nó rơi vào tầm 4 đến 6 tháng, các bạn ạ, thường thấy là 6 tháng nha đó. Còn về cái xét visa để đi Đài Loan thì rất là dễ, nó rất là nhẹ nhàng. Còn xét visa để mà đi Nhật Bản thì nó khó hơn, thủ tục nó khó hơn các bạn nha, nó yêu cầu chiều cao cân nặng rồi bệnh tình đủ thứ chuyện, lý lịch rất là nghiêm ngặt đó ha. Còn tiền tiết kiệm mà chúng ta có thể gửi về Việt Nam sau khi tăng ca, thường thấy chúng ta phải tăng ca nha. Thì sau khi trừ nhà cửa rồi thuế má thì ở đi Đài Loan thì chúng ta thường thấy là mỗi tháng tiết kiệm tầm 15 cho tới 20 triệu đó, thì tăng ca nhiều mới được 20 triệu các bạn nha, đi Đài Loan á. Còn thường thấy nếu mà vừa vừa thì nó rơi vào tầm 15 18 triệu. Còn đi Nhật Bản thì là thường thấy là 20 cho tới là 30 triệu với diện thực tập sinh. Có đi Nhật Bản thì có nhiều hơn, có thể là 40 cũng có, nhưng mà thường thấy nó rơi vào tầm 25 triệu. Và Nhật Bản thì không cần tăng ca nhiều vẫn rơi vào tầm 25 24 triệu đó. Đó. Còn nói chung là còn cái phí phí để mà đi Đài Loan thì nó khoảng tầm là 100 cho tới là 140 triệu, đã bao gồm phí tiền học rồi. Còn phí để đi Nhật Bản thì nó rơi vào tầm 130 cho tới 200 triệu, tùy vào cái công ty mình đi và các bạn đi theo cái diện nào nữa. Đó. Như vậy là đi Nhật Bản rơi vào tầm là 130 cho tới 200 triệu đó. Rồi thì sau khi về nước thì đi Đài Loan thì không có cái tiền đăng kim gì cả. Nhưng mà các bạn mà đi Nhật Bản thì sau khi về nước các bạn còn nhận được một tiền đăng kim rơi vào tầm 60 cho tới 90 triệu đồng. Đó. Còn sau khi đi Đài Loan khoảng tầm 3 năm thì chúng ta sẽ dư khoảng tầm là 300 cho tới 350 triệu nếu chúng ta tiết kiệm. Còn đi Nhật Bản thì sau 3 năm chúng ta có thể dư được 400 cho tới là 550 triệu, và có thể nhiều hơn. Nhật Bản thì nó tùy vào cái thời lượng tăng ca của các bạn. Đó. Thì như vậy chúng ta rút ra được là gì? Đó là khi chúng ta đi Đài Loan á, thì nó rất là dễ đi và cái độ tuổi nó không có yêu cầu, không nghiêm ngặt. Có những người lớn tuổi vẫn đi được. Đó. Và có điều là nó có thể là tăng ca nhiều nhưng mà làm việc rất là vất vả. Đó. Để đạt được 20 triệu thì các bạn phải là tăng ca rất là nhiều đó. Còn đi Nhật Bản thì nó hơi khó đi nhưng mà nói chung độ tuổi nó cũng hơi xét nghiêm ngặt, đúng không? Thì nhưng mà cái việc thì nó tương đối khá là nhạt, tăng ca ít nhưng mà cái giờ lương nó cao, cho nên là đó là chúng ở Nhật Bản không cần tăng ca vẫn có tiền lương là bằng đi Đài Loan. Tăng ca vất vả, tăng ca rất nhiều, thì những người đi Đài Loan thì tăng ca rất nhiều thì mới bằng người đi Nhật Bản không cần tăng ca đó. Thì như vậy là mầm đi Nhật Bản thì về chúng ta có tiền đăng kim nữa chứ đó. Thì như vậy là rõ ràng thấy việc làm clip ngắn vậy thôi thì chúng ta đi Nhật Bản vẫn là tốt hơn các bạn đó. Thì lời khuyên cho các bạn là nên đi Nhật Bản nếu còn trẻ ha, còn ai nhiều tuổi rồi thì đi Đài Loan ha. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.